Hi everyone, welcome back to my channel, Start Scare Go. Horrorfield. Ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Mr. Smith Chu. Mình sẽ tua đoạn giới thiệu này. Ở đây thì mình sẽ đi kiếm một chiếc chìa khóa. Let's go. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help. Agree. Okay. Ở đây các bạn sẽ bỏ cây kem vào chỗ này. Khi các bạn đập vào đây ra thì cây kem sẽ rơi xuống. Không 5 0543 Ok, tiếp tục nào. Granny shut the shoe. There you are. các bạn sẽ phải đi đến những điểm đánh dấu hình tròn này để tìm kiếm những chiếc chìa khóa. Rồi, tiếp tục đến điểm tiếp theo. Một tòa nhà, một ngôi nhà. Và các bạn sẽ tìm cả những chiếc hộp, và trong chiếc hộp đó khi các bạn mở ra nó sẽ có chiếc chìa khóa. Khi đủ 7 chiếc chìa khóa các bạn sẽ mở được chiếc hòm. Một chiếc hòm khá là kinh dị các bạn nhé. Ok, rồi. Và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Horrorfield. Vào lại xem như thế nào. Đây có một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa màu xanh. Này là rất là mạnh các bạn nhá, làm rất to luôn. Oh my gosh, wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Granny cho tôi ăn. Ok, và mình sẽ chuyển sang game tiếp theo, Horrorfield. Let's go. Wow. Ok, đã thành công. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.